Không nhìn thấy. À, thế là như này là anh nhìn thấy không? Thấy thấy cái làm như thế. Thấy là làm như thế à? Vâng, nhưng mà thì cái gì cũng không biết. À, nếu mà em rơi như này thì số mấy anh có biết? À, như này là à, có một tí nhìn trong rất là ghê nhỉ? Vâng, cái mắt bên bên phải à. Đây thì thấy bóng đèn sáng. À, cái thế bây giờ hai đôi mắt này thì là mắt bên phải sáng. Mắt bên phải sáng rồi. Mắt bên phải là nhìn thấy rõ hơn đúng không? Nhìn thấy rõ trong mắt tí. À, thế là còn là mắt bên trái bên này là coi như là anh nhìn thấy không nên nhìn thấy gì đúng không? Không nhìn thấy gì. Có một bữa vừa thì nó cũng là tai nạn. À. Nó là bị câm. À. Thì nói tiếng về thì có câu thì mình vẫn nghe được, có câu thì mình không nghe được rõ. Ôi, cái này thì không có tờ khác thì về đo thì em không biết. Không có tờ á? Thế bây giờ em cho anh một tờ phải đánh đo xem nhé. Cái cách đây là cái cách nhận biết của anh này, cô bác này, nhận biết của anh là tiền. Thế đây là một tờ nữa, anh thử đo xem là tờ nào là tờ lớn hơn, tờ nào tờ nhỏ hơn. Anh phải lấy đo mới biết chứ. Ừ, anh đo chưa? À, cái này cái tờ ở đây thì nhỏ hơn thì là à tờ... thấy là cháu Lực nhìn thấy là các bác có thể nhìn thấy này. Những cái tấm nệm này thì chắc là mua từ rất là lâu rồi đúng không anh? Vâng, đúng rồi. Thấy là không có ga gì cả. Nếu mà nếu mà phải có phải có tiền nhiều. Phải có tiền nhiều 50 60 triệu chắc là ừ. Đi chứa được hay là không được thì không biết. Ôi, 50 60 triệu là cũng còn chưa biết. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. À, thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại được một anh trưởng thôn giới thiệu cháu Lực một cái hoàn cảnh mà cũng khá là đặc biệt cô bác ạ. Và cái hoàn cảnh đó như thế nào thì bây giờ xin mời các bác cùng cháu Lực đi vào để mà tìm hiểu cũng như là xem có đúng cái sự thật không cô bác. Nếu mà đúng cái hoàn cảnh thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ được các bác cùng cháu Lực đồng hành là giúp đỡ những hoàn cảnh đó một chút cô bác ạ. Và trước khi mà đi vào cô bác, hôm nay thì cháu Lực đi lên thì là quán người ta cũng không có mở cửa, thành ra là cháu Lực không có mua được thực phẩm để mà đi theo. Và mỗi lần mà cháu Lực đi thăm hoàn cảnh thì là sẽ được là chị Trần Đồ Giáng My là cùng cháu Lực để mà hỗ trợ cháu Lực là trích cái tiền ra, trích cái tiền quý của chị ra thăm cô bác nhé. Và trước khi mà đi vào thì cháu Lực xin được gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đồ Giáng My. Chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực rất là nhiều những hoàn cảnh. Khi mà đi vào những hoàn cảnh mới của bác thì cái kinh phí của cháu Lực ấy thì cũng không có nhiều, thì cũng được là chị Giáng My là hỗ trợ cháu Lực là đi vào thăm. Đấy, còn cái hoàn cảnh mà cháu Lực được là anh trưởng thôn giới thiệu thì là nằm ở trong gần một cái con đường bê tông của bác ạ. Đấy, và nhìn thấy cái ngôi nhà thì cũng khá là nhỏ, không biết là hai ông bà thì liệu là có phải là bố mẹ của cái anh mà bị không. Bạn phải mua bao nãy thì mua không? Này ông khác là nay nè. Ồ, nay chờ mấy anh Tiến mới nọ. Ồ, anh Tiến cao chủ dân đi ra. Ồ, thác này đi hàm đều 159 á. Ồ, ông sao á? Ồ, sao ra? Thế là bà là đi nhặt dâu này để mẹ tối để ăn cơm quá. Đây bà là mẹ của cái anh mà cháu Lực đang chuẩn bị đi chia sẻ các bác. Nó thì khá bao nãy. Này là cái rau răng cưa này của bác này, rau thì rất là thơm. Đây, vừa rồi thì hỏi bà thì bà có bảo là anh Tiến là ở nhà của bác ạ. Bác này bây giờ bố bây giờ cả ngay chứ. Anh Tiến cả chủ dân chứ mấy? Hả? Anh Tiến chủ dân chứ mấy? Mình à? À, là anh ở đây à? À, em chào anh Tiến nhá. Vâng. Ở phía bên này là bố với mẹ của anh à? Có chứ. Cái này là bố mẹ ấy. Bố mẹ của anh thì sinh năm bao nhiêu? Sinh năm bao nhiêu thì em không biết tính. Bố được 73. Bố là được 73 rồi. Vâng, bà thì được 74 rồi. 74 à. Vâng. À, thế em gắn cho anh một cái mic nhá. À vâng. Đấy. Em cũng giới thiệu với anh là em là Lực ấy, em là
có lập một kênh YouTube nhỏ nhỏ đi chia sẻ về cái những cái hoàn cảnh mà khó khăn đấy. Vâng. Thì cũng được là anh trưởng thôn giới thiệu với em là anh cũng có một cái hoàn cảnh mà khá là đặc biệt. Đấy, cũng nói qua với em thôi thì em cũng không nắm rõ cho là lắm, thì em muốn là đích thân mà lên đây thì hiện tại là em đang ghi hình lại anh ạ. Vâng em ạ. Nghe nói là anh bị mắt này là bị mù hay là bị mờ anh? Bị mù ấy. Bị mù à? Bị từ bé rồi. Thế nhưng mà không nhìn thấy gì à? Ở đây à? Bây đây. Giờ không nhìn thấy. Thế là như này là anh nhìn thấy không? Thấy cái làm như thế. Thấy là làm như thế à? Vâng, nhưng mà thì cái gì cũng không biết. Nếu mà em rơi như này thì số máy này anh có biết không? Số máy biết mà. Chỗ này là vẫn kiểu là vẫn nhìn thấy là số bao nhiêu đúng không? Số máy không nhìn thấy. Nếu mà điện thoại vẫn dùng được mà. Thế điện thoại dùng được thì là anh dùng cách nào? Nó có là số 0, số 8, số 5, số 2 trở đi đấy. Thì có nghĩa là anh chỉ biết là cảm nhận bằng ngón tay để mà bấm thôi đúng không? Vâng, đấy bằng ngón tay bấm. Chứ như nếu mà điện thoại cảm ứng thì anh có biết dùng không? Cảm ứng thì em không biết dùng. Thế là đấy là anh cảm nhận là khi ngón tay để mà sờ vào thôi đúng không? Vâng, cái ngón tay sờ vào máy bàn phím rồi. Vâng, thế anh thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi anh? Em là sinh năm 86. 86 à? Vâng. Thế 86 là bây giờ cũng được hơn 30 rồi nhỉ? Được 35, 36 rồi. Bây giờ 39 rồi đấy. 39 rồi nhỉ? Vâng. 39 là sắp xỉ là 40. Vâng. Thế anh là có vợ con hay là vợ con gì không? Không, có một bữa vừa thì nó cũng là tai nạn. Nó là bị câm. Thì nói tiếng về thì có câu thì mình muốn nghe được, có câu thì mình không nghe được rõ. Thế là anh là bị nguyên mắt hay là còn bị cái nào không? Mắt á? Vâng, anh bị nguyên mắt này đúng không? Vâng, đúng. Có vẻ nhưng mà như bây giờ nếu mà để anh mà đi đường bê tông này thì được. Liệu anh có đi được không? Vâng, bây giờ thì đi đường bê tông vẫn là đi được. Đi được á? Vâng, đường bê tông thì mình lúc nào có là đi quen liên tục thì vẫn được. Thế nhưng mà em hỏi thì là cái lần đầu thì có ai mà dắt anh đi không, hay là lần đầu là anh phải dùng cây để mà đi? Lần đầu thì em phải dùng cây chứ. Lần đầu là phải dùng cây à? Vâng. Thế bây giờ cái con đường này quen mái thì anh không cần dùng à? Vâng, bây giờ thì quen mái thì bây giờ không cần cây cũng vẫn là đi được. Nhưng mà cái đoạn đường mà anh hay đi nhất thì là đi một đường hay là còn đi nhiều đường không? Có, nếu mà đi đến chỗ nào thì nó có ngắm ba thì đường nào đi đường nào thì em vẫn biết. Vẫn biết à? Vâng. Anh là bị như này là bị từ năm lúc anh bao nhiêu tuổi? Lúc là bị từ bé được 2 tuổi mới bị rồi. Được 2 tuổi là bị à? Vâng. Bị như này thì có căn bệnh gì không, hay là có anh có gặp gặp cái kiểu tai nạn gì không? Có chứ, lúc từ bé thì bị tai nạn thì được 2 năm rưỡi rồi. Sắp được 3 năm ấy. Thế là bị tai nạn à? Vâng. Thế là đợt đấy là anh bị tai nạn gì, bị ngã hay là bị như nào anh? Mắc bệnh thôi. Mắc bệnh à? Vâng. Thế là mắc bệnh ở cái đôi mắt của mình à? Vâng, đúng. Thế là mắc bệnh ở đôi mắt của mình thì mình cũng không đi chữa à anh? Trước thì bố mẹ vẫn là nghèo có thì mình không có tiền đi chữa. Thế là do là lúc anh còn nhỏ là bố mẹ là không có tiền. Bố mẹ vẫn là không có tiền. Để mà đi chạy chữa đúng không? Vâng. Thành ra là bây giờ là bị đôi mắt của mình là coi như là bị hỏng hết rồi. Vâng, bây giờ bị hỏng hết. Anh có vẻ như là cái con người ở mắt bên này thì hầu như là không nhìn thấy gì. Anh có thể mở to to ra được không? Tại vì em đang ghi hình nhé. Đấy, mở to ra. Có một tí. Như này là có một tí nhìn trong rất là ghê nhỉ. Vâng, cái mắt bên phải đây thì thấy bóng đèn sáng. Thế bây giờ hai đôi mắt này thì là mắt bên phải sáng. Mắt bên phải sáng rồi. Mắt bên phải là nhìn thấy rõ hơn đúng không? Nhìn thấy rõ trong một tí. Thế là còn mắt bên trái bên này là coi như là anh nhìn thấy không thể nhìn thấy gì đúng không? Không nhìn thấy gì. Bây giờ thì em là nhìn thấy bóng đèn sáng. Suốt ngày thì vẫn thấy sáng. Nếu mà ban ngày như này thì là anh cũng nhận ra được là ban ngày đúng không? Vâng, ban ngày thì vẫn biết. Thì buổi thế đêm vẫn biết. Đêm thì nó tối về thì mình vẫn biết mà. Vâng. Ê, vợ của anh thì hôm nay đi đâu rồi? Hôm nay đi làm thuê rồi. Đi làm thuê à? Vâng. Thế hai vợ chồng anh là ngủ ở bên này à? Vâng, hai vợ chồng ngủ bên này thôi. Cái nhà thì bé lắm thì không có chỗ ngủ. Nhà anh bên kia. Thế bây giờ anh đưa em đi vào nhà bên kia được không? Đi vào. Em thử để em đi vào nhà của anh em một chút. Vâng. Đấy, có vẻ như là những cái bước đi của anh hay là anh cảm nhận anh lái là anh đi của bác thì là đều hoàn toàn là gọi là cảm nhận để mà đi thôi. Vâng. Đấy, vừa đi lại vừa sờ nữa này của bác. Đấy. Thế là ông là bố đúng không? Ông bố. Phải rất là dễ nhỉ.
Thế là nhà của anh là ngôi nhà nhỏ này à? Vâng, nhà nhỏ đây đúng không? Nếu mà ngôi nhà này thì có vẻ như là đón hướng gió rất là nhiều nhỉ? Vâng. Đấy, nhà con nhỏ như thế thì không có chỗ ngủ đâu. Ở bên này thì giường bên này là của ai ngủ? Giường bên này. Vâng. Bên này bố. Giường bên này là bố à? Vâng, cái bên này giường bên này thì bà thôi. Giường bên này là bà. Vâng, thì nhưng mà thì hai vợ chồng của em thì không có chỗ ngủ thì mới làm nhà bé bên kia rồi. Thế là mới làm bên kia để mà ngủ tạm đúng không? Ngủ tạm thôi. Thế mà có vẻ như là ngôi nhà này cũng được làm là cột thì có vẻ như là mới làm ấy cô bác. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là được lập xung quanh là bằng những cái tấm tôn này, những cái tấm bảng điện như này thì ôi rồi. Làm như này thì liệu là đêm ông có ngủ mà vờ trúng dây điện được không anh ấy? Đấy đúng rồi. Ủa, rất là nguy hiểm nhờ. Em thì cũng được là vừa rồi anh em mình nói, anh bảo ông ngồi đi. Đấy. Ông có biết nói tiếng phổ thông không? Nhưng mà trước đã biết, nhưng mà còn biết thế rồi, quên rồi. Quên rồi à? Vâng. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà biết nói tiếng phổ thông nhiều thì ông có biết không? Nhiều á. Vâng. Từ ăn cơm ông có biết không? Cơm biết thôi. Ăn cơm là biết à? Thế là ăn cơm là coi như là ăn uống là mình à. Như ông thì nếu mà đi ra chợ mà mua đồ mua đạc như này thì là ông có biết nói không? Là biết à? Thế là vẫn biết là một chút đúng không? Vâng. Thế là bà bên kia, bà đang ngồi đây này bà. Năng nẻ đấy. Bà là không biết rồi. Bà là không biết nói tiếng phổ thông à? Không biết. Thế anh bảo bà là ra ngồi bên này. Anh bảo bà ra ngồi bên này thì để em bên đang vấn đây yếu này. Em ghi hình cho nó dễ một chút. Vâng. Bà thì năm nay là được bao nhiêu tuổi rồi anh? Được 74. 74, còn là ông? Ông được 73. Thế còn là vợ của anh là năm nay được bao nhiêu tuổi? Vợ thì sinh năm 84. Sinh năm 84 à? Vâng. Thế là vợ là? Vợ là được 42 rồi. Là lớn tuổi hơn anh? Vâng, lớn tuổi hơn em tí. Thế là hai vợ chồng anh là lấy nhau là lâu chưa anh? Được năm rồi. Được một năm rồi à? Được không, được 6 năm rồi đấy. 6 năm à? 6 năm, 7 năm. Thế là mình có tổ chức hôn lễ gì không anh? Hay là chỉ đón về thôi? Có chứ, có tổ chức hôn lễ chứ. Vẫn tổ chức à? Vâng, vẫn tổ chức hôn lễ chứ. Tổ chức là hôn lễ ăn hỏi đàng hoàng đúng không? Vâng. Thế là hai bác là lấy vợ cho anh à? Vâng, hai bố mẹ lấy vợ cho. Thế là vợ của anh thì em cũng hơi nói thẳng một chút là cũng là bị người mà gọi là như kiểu là bị tai biến một chút đúng không? Vâng. Bị thế là gọi là như là bị nhưng vâng. Mà nhưng mà về cái đầu óc thì vẫn tỉnh táo cho anh, có tỉnh táo như anh không hay là bị như kiểu là đơ một chút? Ừ, nó không biết tỉnh táo. Cái gì cũng không biết tính rồi. Cái gì không biết tính? Vâng. Chỉ gọi là biết đi làm thôi đúng không? Chỉ có biết đi làm thôi. Thế vợ của anh thì còn khỏe không? Vẫn khỏe chứ. Vẫn khỏe đúng không? Vẫn đi làm được. Thế là vẫn đi làm được là chỉ có gọi là như kiểu bị tai nạn này. Vâng, tai nạn nó bị câm. Là bị câm. Bị câm thì nó nói tiếng về thì có câu thì mình vẫn nghe được gió, có câu thì mình không nghe được gió bao nhiêu. Ví dụ như anh là người chồng thì chắc là gắn bó với lại vợ của anh là lâu thì anh mới nghe được đúng không? Vâng. Nếu mà mình nói tiếng to nó mới nghe thấy chứ. Thì anh là phải nói to thì mới nghe thấy. Vâng, tai nó nặng lắm. Vợ của anh thì là hai vợ chồng anh là không có được con hay là như nào? Không có. Không có được đúng lấy, không? Lấy về được 6 năm, 7 năm cũng chưa có con. Nhưng mà như anh thì là bị như này, vợ cũng bị như này thì anh có mong muốn rằng là có con không? Bây giờ thì muốn có rồi thì nhưng mà không có được. Không có được đúng không? Vâng. Vợ thì nó là vẫn đi làm được thì mắt cũng là không nhìn thấy rõ bao nhiêu. Mắt là cũng bị mờ mờ đúng không ạ? Vâng, mắt nó vẫn là kém chứ. Mắt là kém hơn đúng vâng. không? Chẳng hạn họ người ta thấy 3 phần nó thì thấy 2 phần thôi. Nó còn kém đi 1 phần chứ. Thế là 1 phần là cũng như là bị kém rồi đúng không? Vâng, nó vẫn là bị kém chứ. Thế là như hai bác là lấy vợ cho anh thì cũng gọi là lấy cho anh một cái người mà để mà gọi là làm bạn bè của anh đúng không? Vâng, đúng rồi. Thế là bây giờ là anh thì không đi làm được rồi đúng không? Em không đi làm được. Còn là ông với bà thì liệu là còn sức thì liệu ông với bà thì còn hay đi làm những công việc gì? Bây giờ thì bố mẹ cũng là già về rồi thì không đi làm được. Không. Thì chỉ có ăn cơm xong thì đi lấy củi. Thì ngày nào nó đi thì một vác hai vác như thế. Thế là đi lấy củi để đi bán đúng không? Lấy về đun nhà thôi. Lấy về nhà đúng không? Lấy về nhà đun nước ăn, đun nước uống. Thế là như kiểu là bây giờ người nào mà lao động chính ở trong gia đình mình là ai anh?
ba bốn người nhà em á? Không, bây giờ là ông, bà này, anh này, chị đấy, thì là ai là người lao động chính, ai là người đi kiếm tiền nhiều nhất? Có vợ đây. À, là vợ đúng không? Là vợ thì suốt ngày nào cũng là đi làm. Ồ, thế vợ là hôm nào cũng đi làm thuê? Hôm nào cũng là đi làm thuê. Thế là hiện tại vợ anh là đi làm thuê là làm công việc gì? Cống phân này, lấy đi vun ngô này. À. Đấy, đi cắt cỏ này. Đi cắt cỏ, có nghĩa là... Họ người ta thuê đi làm cái gì, nó vẫn là đi làm cái gì mà. À, thôn mình là... Ai thuê cái gì là làm cái đấy. Một tháng là 30 ngày thì là cả 30 ngày là vợ đều đi làm hết, đi làm thuê hết. Vâng. Thế có ngày nào mà vợ anh được nghỉ ở nhà không? Nghỉ có nhà chứ. Không? Có à? Nếu mà thời gian nào thì không có ai làm thì vẫn là nghỉ ở nhà. Vẫn nghỉ ở nhà đúng không? Vâng. Thế là bây giờ là lao động chính trong gia đình là cũng không phải là người mà như kiểu là lành lặn gì cô bác ạ. Cũng là một người mà vừa bị... điếc một chút và vừa bị mờ mắt này và vừa bị câm nữa. Đấy đúng rồi. Thế gọi như là gặp có gọi là tai biến nhiều đó rồi. Vâng, tai biến nhiều. Thế là anh với lại chị thì có đồng lương nào của bên nhà nước người ta hỗ trợ một chút nào không? Đồng lương thì em được một tháng 570.000 thôi. Một tháng 570.000. Vâng. Thế còn vợ anh được không? Vợ không được. Vợ không được. Vâng. Thế là bốn người là chi tiêu hàng tháng là lấy cái số tiền là 570.000. Của anh ra. Đấy, bây giờ thì tất cả thì bốn người thì chi tiêu thì em được một tháng 570.000 lấy về tiêu. Thế là lấy nguyên tiền của anh là về tiêu thôi đúng không? Vâng, thế vừa đi làm có ngày thì được 50-60 vẫn là đi làm. Vẫn là đi làm đúng không? Có ngày thì 100 là vẫn là đi làm. Đấy, hôm nay thì em vào ấy thì cũng rất là xin lỗi anh với lại cả ông cả bà nữa. Em đi xuống dưới thì em không có biết là mua đồ gì cho anh. Anh không biết mua đồ gì cho anh thì em sẽ gửi cho anh là một chút tiền mặt anh nhá. Vâng. Đấy, em sẽ gửi cho anh cái phần cái phần quà cái tiền mặt này thì là sẽ được là một chị ở bên Hồng Kông là giúp đỡ em là để em đi thăm những hoàn cảnh mới như anh như này. À thế. Thì là đưa đi. Đây ở đây là em gửi anh là 200.000 đấy nhá. À 200 à. Vâng, cái này thì để anh một tí nữa nếu mà vợ anh về thì để vợ anh cầm nhá hay là để ông với bà. Không thì vợ không biết cầm đâu. À, chỉ có bây giờ thì em cầm mà. À, thế là tiền là anh cầm à? Tiền thì em vẫn là cầm được. Đi xuống dưới đi mua gạo kể cả mua các thứ cái gì thì em cũng là vẫn đi mua được mà. Thế như anh đi xuống dưới thì có sợ người ta là lừa anh không? Không lừa đâu. Không lừa đâu đúng không? Vâng. Thế em thí dụ em đưa cho anh một tờ như này thì anh có biết là tờ tiền bao nhiêu không? Ôi cái này thì không có tờ khác thì về đo thì em không biết. Không có tờ á, thế bây giờ em cho anh một tờ phải lấy đo xem nhé. Đấy. Cái cách đây là cái cách nhận biết của anh này cô bác này, nhận biết của anh là tiền. Đây là một tờ đấy, anh thử đo xem nào là tờ nào là tờ lớn hơn, tờ nào tờ nhỏ hơn. Em phải lấy đo mới biết chứ. Rồi anh đo xem. À, cái này cái từ ở đây thì nhỏ hơn thì là từ 50 hay là từ cái gì đấy nhỉ? Từ 20 anh ạ. Từ 20 nhỉ? Thế là nó nhỏ hơn đúng không? Vâng. Vâng. Thế như bây giờ em tờ này là tờ nhỏ hơn đúng không? Vâng đúng, đúng. Vâng. Thế tờ này là tờ lớn hơn đúng không? Đây là lớn hơn. Vâng. Lớn hơn nhiều đấy. Vâng. Thế là nếu ví dụ là tờ 200 với lại tờ 100 thì anh cũng nhận biết được đúng không? Lấy tờ 200, tờ 100 lấy về đo thì tờ nào 100, tờ nào 200 thì em biết. Thế cái cách nhận biết tiền của anh là như nào? Lấy từ 10.000, từ 20.000 về đo thì từ nào 10.000, từ nào 20.000 thì em viết mà. Thế là mỗi lần mà anh ở nhà là anh đều lấy cái số tiền để mà anh đo. Đấy, em lấy đo. Lấy đo hết. Lấy đo hết. Vâng. Thế là anh nhớ lại thôi đúng không? Em nhớ lại. Rồi, thế thì mình đi quán mua cái gì thì từ nào 10.000, từ nào 20.000 thì mình vẫn là biết mà. Vâng. Thế thì đây là em gửi anh 100.000 và đây là thêm 100.000 nữa nhá. Vâng. Là em gửi anh là 200.000. À. Thì cái số tiền này thì sẽ được là một chị ở bên Hồng Kông là chị ở bên Hồng Kông à? Chị Trần Đỗ Giáng My thế là gửi cho anh. Thì anh có lời nào muốn nhắn nhủ hay là lời cảm ơn tới chị không? Vâng ạ, nếu mà chị ở bên Hồng Kông thì cho thì em được cảm ơn. Vâng, anh có lời nào mà chúc sức khỏe tới chị không? Có chứ. Anh có thể gửi một lời chúc tới chị để cho khi mà chị theo dõi được những thước phim thì cũng rất là vui khi mà chị nào ở bên Hồng Kông nhỉ? Chị Trần Đỗ Giáng My. Chị Trần Đỗ Giáng My. Vâng. Nếu mà thì em được cảm ơn chị ở bên Hồng Kông, chị
Nếu mà chị cho thì em được cảm ơn. Thì sau này thì chị ở bên Hồng Kông nó đi đâu làm buôn bán cái gì thì nó còn là vẫn làm cho ngon chứ. Vâng. Những cái lời cảm ơn thì anh cũng không có biết nói nhiều các bác ạ. Anh nhưng mà anh thì không biết tiếng không có biết là không đi học đúng không? Trước là có đi học không anh? Không đi học rồi. Không đi học nhưng mà tại sao anh lại biết nói tiếng phổ thông? Em nhìn anh có vẻ là nói như kiểu sành sỏi như kiểu là nhiều hơn. Nghe được của người ta nói thì mình từ từ thì mình phải vẫn là nói được chứ. Thưa các bác, anh thì là ở gần xá cho nên là anh hay đi xuống chợ để mà giao tiếp cũng như giao lưu ấy, cho nên là anh có cái kỹ năng để mà giao tiếp rất là tốt. Nếu mà theo như em nhận xét ấy, nếu mà anh không bị tật ở mắt này không bị mờ ấy, vâng, đấy thì anh rất là dài, rất là giỏi, rất là tài luôn. Đấy, tại vì là bây giờ anh không có được đi học này, anh vẫn biết nói tiếng phổ thông. Vâng, đấy, là đúng. Cái tờ tiền anh biết là phân biệt được rằng là tờ nào tờ to, vâng, tờ nào tờ nhỏ đấy, nhưng mà không nói chính xác là cái mệnh tiền mệnh, vâng, không biết nói chính xác là cái mệnh giá tiền. Nhưng mà nếu mà để cho anh làm tờ 20.000 với tờ 50.000 thì anh vẫn nhận biết được rằng là tờ nào là tờ 20.000 đấy, nhưng mà mỗi tội là sẽ hơi lâu một chút. Vâng. Nếu mà thì mắt nhưng mà không nhìn thấy rồi thì lấy tờ tiền phải đo nhau chứ. Thế là như ngôi nhà của anh thì đêm mà trong mùa này này, mùa mưa mùa bão này thì là khi mà đi ngủ ấy thì có mưa bị dột vào trong hay là gió lùa được vào trong nhiều không? Cái nhà này á? Vâng. Nhà này thì không, nó vẫn là gió ít mà. À, gió ít là đúng không? Vâng. Thế là cái chỗ ngủ của anh ở bên kia thì là như thế nào, để anh có thể đưa em đi xem chỗ ngủ của anh một chút được không? Vâng, có. Ông với bà thì là năm nay cũng rất là già và rất là gọi là như kiểu là không có độ tuổi để mà lao động đâu các bác. Thành vâng. ra là những cái bữa cơm được cả con. À, thế là đây là chỗ anh từ từ đã. Đây là cái chỗ mà bàn ăn cơm của anh à? Cái này. Cái này là lấy để bát, để đũa. Đây là để bát, để đũa à? Vâng. Thế là chỗ nấu cơm của anh là chỗ ở đây luôn cơm, à? Chỗ nấu cơm thì bên dưới này. À, là bên dưới này á? Vâng. À, cái này đúng không? Ừ, đúng rồi. Thế là tối nay là vừa rồi thấy bà là đi rửa rau, là rửa có thêm là rất là nhiều rau được các bác này. Vâng. Có rất là nhiều rau là cộng lại với nhau, nào là rau đắng đắng này, nào là cái rau răng cưa này. Thành ra là tối nay cái rau này là để dùng để xào hay là để như nào? Lấy xào thôi. Xào à? Vâng. Cái đầu xí cũng vốn là không có. À. Thế là những cái bữa cơm của anh với lại của ông bà ăn thì là có thịt không? Không. Bữa nào rồi có một ít thì ăn, bữa nào không có thì thôi. Thế là nhưng mà thịt thì có nhiều hơn hay là rau thì có nhiều hơn? Rau có nhiều hơn đấy. Rau là nhiều hơn thịt, thịt à? Thịt thì thỉnh thoảng lâu lâu mới có rồi. À. Nếu mà vừa đi làm thì không ăn cơm nhà họ người ta thì họ người ta cho mới được ăn chứ. Vâng. Đấy, có vẻ như là cái chỗ này thì nó rất là quen thuộc với lại anh rồi cho nên là anh vâng. Đi nó dễ dàng hơn các bác. Đấy. Ồ, chỗ này thì có bao giờ anh bị lún nước này không? Có chứ. Có à? Vâng. Ồ, chỗ này thì là phải làm lại cẩn thận đấy anh ạ nhá. Chắc là bây giờ thầy phải làm lại. À. Nhưng mà thời gian đây thì em không có tiền. Ồ. Nếu mà có tiền thì phải là thuê họ người ta về làm mới làm được chứ. Đúng rồi, anh thì không làm được đúng không? Vâng. Cái này thì anh được. Bảo với lại ông ấy. Và ông là đi kiếm thêm tấm ván gì về để đấy. Thế là đây là chỗ ngủ của là hai vợ chồng anh à? Vâng, đúng em rồi. Em xin phép là vào đây một tí nhá. Vâng ạ. Ồ, có vẻ như là chỗ ngủ của hai vợ chồng anh Tiến đấy các bác. Thì cũng rất là sơ sài. Thấy là có một miếng thịt lợn là treo ở trên này này. Thịt lợn này thì lâu chưa anh? Lâu rồi. Thịt lợn lâu rồi à? Vâng. Thế là thóc, gạo, thóc là để vào trong cái thùng trắng này à? Không, hết rồi. Hết rồi á? Bây giờ có một ít ít. À, đây là em thấy có một ít, nhưng mà nếu mà những cái lúc mà có nhiều thì là đổ vào trong cái thùng này à? Vâng, nếu mà lần trước thì có nhiều lấy đổ vào cái trong thùng này. Ôi, quạt thì có vẻ như là buổi tối là hai vợ chồng là cắm quạt thì mới ngủ được cô bác. Đấy vâng. Thì, thấy là cháu được nhìn thấy là các bác có thể nhìn thấy này. Những cái tấm nệm này thì chắc là mua từ rất là lâu rồi đúng không anh? Vâng, đúng rồi. Thấy là không có ga gì cả. Những cái tấm bạt kia này là anh để hay là vợ để? Tấm bạt đấy thì anh để thôi. Anh để à? Vâng. Tấm bạt đấy thì để làm gì? Lấy để thì
Lúc nào thì đi tìm được thóc về thì mới có phơi chứ. À, thế là bạt này là dùng để phơi thóc đúng không? Vâng, lấy để phơi thóc chứ. Ôi, trên này thì có vẻ như là cũng rất là nóng này các bác này. Vâng. Tầm độ chiều cao của cái này thì nó được tầm là gần 2 mét thôi. Đấy, gần 2 mét một chút thôi. Vâng. Chỗ này là anh bảo với ông là sửa lại nhá, chứ không là đêm đang ngủ là gió lùa vào là đổ ấy ông ạ. À, đấy. Đổ đấy anh ạ. Đấy, đúng rồi. Em là bảo là nếu mà đi làm thế được thì được 1 triệu 2 triệu tiền trở lên thì em định là phải làm lại chứ cái nhà này ấy. Đúng rồi, đây thì bây giờ là vợ anh đi làm nữa chứ anh có đi làm được đâu bây giờ ấy. Vâng. Nhà. Vừa đi làm rồi. Ờ, đúng rồi. Vâng. Nếu mà bây giờ anh đi cái đoạn đường bê tông ấy thì là anh có thể đi 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 một đoạn được không anh? Cái đoạn nào mà anh hay đi đi quen nhất? Cái đoạn này đi đến biên giới. Đi đoạn này đi biên giới à? Đi biên giới cũng là được, đi cái điểm trường thôn Hồ Sán vẫn là được. À, vẫn được à? Vâng. Thế thì anh thử đi cho em xem một đoạn được không anh? Vâng. Đấy, ở đây thì không phải là em thách thức anh đâu nhá. Vâng. Là em muốn xem cái khả năng của anh ấy thì là có vẻ như là cái con đường này này cô bác này thì là gắn bó với lại anh là rất là nhiều rồi. Vâng. Nhưng mà nếu mà lúc có xe như này thì là anh tránh được không? Nếu mà tai của mình nghe nó u u bên kia thì mình phải là tránh chứ. À, thế là tránh à? Vâng. Nếu mà đường bê tông thì em đi thoải mái rồi. Đường bê tông là thoải mái đúng không? Vâng, đường tắt thì đi không được. À, đúng rồi, đường tắt thì đường bé quá làm sao mà anh đi được. Vâng, đường bé quá thì đi khó khăn, đi không được. À. Thế là bây giờ là cái lao động chính là vợ của anh thôi. Lao động chính thì vợ của em thôi. Như anh thì chắc chắn là không có ai thuê để mà làm gì nữa rồi. Vâng. Đúng không? Vâng. Tại vì là cái mình nhất là mặc dù là chân tay của mình vẫn lành lặn. Đấy, nhưng mà đôi mắt của mình không nhìn thấy là mình không làm được. Vâng, đấy đúng rồi. Ừ. Nhưng mà thì em cầm tiền thì em đi mua gạo, đi mua các thứ cái gì thì em biết tính luôn. À, như vợ thì để mà đi mua ấy các bác thì là không có đi để mà đi mua được. Đấy, nhưng mà anh thì lại có thể là mua được. Thí dụ như ở đây bây giờ anh ở chỗ này có một cái hống nước sâu quá thì thôi anh không đi nữa anh ạ. Vâng. Đây chỗ này thì không một tí là ấy. Vâng. Thế bây giờ thì thôi anh em mình đi về thôi anh ạ nhé. Vâng ạ. Đấy, rất là nể phục anh luôn cô bác ạ. Vâng. Mặc dù là bị như thế này là độ tầm là có thể là anh sống trong một cái bóng tối là được tầm độ là gần 40 năm rồi. Vâng. Anh gần 40 năm trong bóng tối rồi các bác. Vừa rồi thì nghe anh có chia sẻ là đến năm 2 tuổi là do là hai ông bà là không có tiền để mà chạy chứa. Vâng. Cho nên là bây giờ là đôi mắt của anh là bị hỏng luôn. Vâng. Đôi mắt bị hỏng thì gọi là như kiểu là cái tương lai của mình nó tịt lại, nó không có cái gì để mà mình biết thêm nữa. Vâng. Em là nói tiếng phổ thông thì em biết nói ít một tí. Biết nói ít thôi đúng không? Vâng, cái nhiều không biết đấy. À, thế là mỗi lần đi cắt tóc thì anh đi xuống chợ để cho người ta cắt hay là như nào? Để xuống chợ nhờ họ người ta cắt cho thôi. À, nhờ người ta cắt cho à? Vâng. Thế người ta có lấy tiền không? Có lần thì nó cắt cho khung. À. Có lần thì nó phải là lấy 20.000, 30.000 như thế chứ. Em thấy là ở đây có rất là nhiều củi đấy, nhưng mà đấy, những cái bó củi đấy chắc là ông với lại bà với lại vợ anh lấy về thôi nhờ? Cái củi này thì bố mẹ lấy. Củi thì là bố mẹ đi lấy à? Vâng. Vừa thì không được đi lấy củi đâu. À, thế là vừa chỉ có đi làm thôi. Thế là ban ngày của anh thì anh hay thường là ngồi ở chỗ nào mà nhiều nhất? Ban ngày thì em mắt không nhìn thấy, không đi lâu làm cái gì được, chỉ có ở nhà không như thế thôi. Vâng. Đấy, thưa các bác, em anh ngồi đây đợi em để em đi xem một vòng ngôi nhà của anh nhá. Vâng ạ. Rồi. Anh cứ ngồi ở đây đợi em đi. Vâng. Thưa các bác, hai vợ chồng anh Tiến thì là người chồng thì cũng bị là cái đôi mắt mà không không nhìn thấy rõ các bác, hầu như là như kiểu là chưa bị mù mấy nhưng mà vẫn còn gọi là mờ mờ. Đấy, ở sống ở trong một cái túp lều mà cũng khá là nhỏ đấy. Đây thì cháu Lực gọi là túp lều thôi đấy, nhưng mà anh với lại gia đình của anh thì là nó là nhà, còn là phần phía bên này là cái nơi mà gọi là sinh hoạt chính trong gia đình, nấu cơm này, ăn cơm này thì là đều ở trong ngôi nhà phía bên này hết. Cháu Lực cũng nhìn thấy là ở trên này thì làm bằng pro, bên ngoài thì được quay lại những cái tấm tôn, không biết là có được nhà nước là người ta hỗ trợ không. Đấy, còn nhà anh thì cũng có nuôi thêm gà. Cái bên dưới này á? Vâng. Vâng.
Thế nhà dưới này có chó không anh? Có chứ. Ôi giời, thế này có chó thì thôi, chắc là em không dám đi nữa, có chó ở dưới kia. Chó lấy buộc, chó ngó đấy. À, chó lấy buộc à? Vâng. À, thế thì em xuống dưới này xem ngôi nhà của anh một chút nhá. À, có vẻ như là đây là cái chuồng trước là chắc là bằng chuồng dê của bác ạ. Nhưng mà bây giờ thì ở trong là cháu Lực nhìn thấy là không có con gì nữa. Chắc là bây giờ tận dụng lại để mà nuôi gà. Đấy, ở ra gốc bên này thì các bác có thể nhìn thấy là cái ngôi nhà cực kỳ mà nhỏ của bác ạ. Những cái cành cây sao mộc thì như kiểu là nó chỉ là bằng một cái cổ chân của mình thôi. Đấy, rất là nhỏ. Đấy, những con gà như này thì chắc là bà với ông là vẫn còn chăn nuôi. Đấy, nhưng mà anh ở nhà là chắc là cho ăn hay sao. Nhà thì cháu được đếm sơ sơ là cũng có 10 cột nhà. Còn ở đâu thì là ở phía bên này thì là cái thanh ngang này là dựa vào trên cái tường luôn các bác ạ. Rất là thương anh và gia đình của anh nữa. Đấy, em cũng mong sao là khi mà em chia sẻ cái thước phim và hoàn cảnh của anh lên đấy thì được các bác mạnh thường quân trong nước và ngoài nước là yêu quý, gửi cho anh những cái tấm lòng vàng. À thế. Vâng. Như anh thì là nếu mà bây giờ đôi mắt của anh mà liệu mà đi khám thì có khả năng là hồi phục không? Chắc là cũng chắc là nếu mà bây giờ thì đi chữa chắc là ra nước chữa được thì hay là không được thì không biết rồi. Ồ, bị lâu quá rồi nhỉ? Bị lâu quá. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Nếu mà phải có tiền nhiều 50-60 triệu chắc là đi chữa được hay là không được thì không biết. Ôi, 50-60 triệu là cũng còn chưa biết. Vâng. Cũng còn chưa biết là đấy, có được không. Đấy, đúng. Nhưng mà anh thì cho em hỏi, khi mà anh sống trong cái bóng tối như này độ 40 năm rồi thì anh có thấy đến thời điểm hiện tại thì anh có thấy buồn không? Anh có cảm giác như là mình bị tủi không á? Mình tủi thân không ấy, khi mà bạn bè của mình là bằng trang lứa của anh thì hiện tại là đi đâu đi đó nhiều nơi rồi mà anh chỉ sống trong một cái bóng tối mà một trong một cái khoảng trời nhỏ thôi. À vâng. Thì anh có cảm giác là như kiểu là anh bị tủi thân không? Cái câu này thì em không nghe được rồi. Cái câu này là anh không biết đúng không? Không biết. Cái đấy là cái từ đấy thì chắc là anh không có biết được cô bác. Ấy, nhưng mà bây giờ bạn của anh đấy, bạn của anh mà được đi đây đi đó có cái mắt sáng ấy, thì anh có thấy ghen tị không? Anh có thấy thích không? Mắt của em á? Không, mắt của bạn của anh ấy. À có chứ. Đó là anh cũng kiểu như thực dạng là ghen tị đúng không? Vâng. Đấy, bây giờ thì số phận nó đến như thế rồi thì mình cũng không có biết là cách nào mà được. Đấy đúng rồi. Mình cũng chỉ biết là chấp nhận thôi. Nhưng mà em nhìn thấy anh thì anh vẫn còn là nhìn vào trong cái khuôn mặt của anh thì anh vẫn rất là khỏe mạnh và rất là hồng hào. Vâng. Đấy. Nhìn anh thì vẫn còn là rất là vui. Nhưng mà anh cho em hỏi, anh bị như thế này thì em nhìn vào cái khuôn mặt của anh thì là anh vẫn có một cái kiểu như là một cái động lực rất là vui đấy. Thì là có cái động lực nào mà khiến anh vượt qua được những cái lúc như thế này? Vâng. Anh động lực nào mà lớn nhất để anh vượt qua? Cái câu này thì em cũng là không biết nói. À, câu này thì cũng không biết nói à? Vâng.
Đấy, anh cũng chỉ biết là nói những câu dế thôi. Vâng, nhưng mà chỉ có phải nói câu dế thôi. Vâng, thí dụ như anh bị mắt như thế này thì anh em nhìn vào anh sao vẫn vui đấy. Vâng. Anh không cảm giác như là nhìn anh không có buồn một chút nào luôn đấy. À vâng. Có vẻ như là anh đã quá quen thuộc rồi đúng không? Vâng, đúng rồi. Đó. Hôm nay thì cũng được anh trưởng thôn là giới thiệu là em lên đây. Đấy, em cũng rất là mong là sau khi mà em đăng tải lên thì sẽ được là các bác yêu quý tới để lần sau em lại tiếp tục là vào thăm anh. Vâng, đúng rồi. Đấy. Đấy, có lẽ là thước phim này thì cũng khá là dài rồi anh ạ. Vâng. Chắc là bây giờ thì anh cũng ở nhà để mà đợi vợ là về thôi nhỉ. Vâng, thôi. Vợ anh thì tầm mấy giờ là về? Chắc là 5 giờ 6 giờ ấy. 5 giờ 6 giờ về à? Vâng. 5 giờ 6 giờ là về tới nhà. Vâng. Thế là tiền vợ kiếm về là tối lại đưa cho anh? Không, thì buổi sáng thì em đưa nó đi. Đi nhà nào làm thì một ngày bao nhiêu tiền thì em là đi tính lấy tiền. À, thế là anh là người mà đưa vợ đi làm là tính lấy tiền thôi đúng không? Tính lấy tiền. Thế nhưng mà tại sao lại anh lại đi theo vợ ấy? Vợ không tính được à? Vợ không tính được. Họ người ta cho bao nhiêu nó cũng vẫn là không biết đâu. Người ta cho bao nhiêu là không biết. Vâng, em đưa vợ đi làm thì ngày 50 hay là 60 hay là ngày 100 thì em phải đi hỏi chứ. À, thế là anh là người mà đưa vợ đi làm thôi. Còn vâng. Tiền nong thì vợ cũng không biết là được bao nhiêu cả. Vâng. Thế là vợ của anh thì là, thưa cô bác ạ, tiền nong thì không biết đếm. Thành vâng. Ra là người ta đưa ít hay đưa nhiều thì cũng chỉ biết cầm và lấy thôi. Đấy. Vừa chỉ có ăn xong thì chỉ có được đi làm thôi. À, nó không biết tính tác cái gì đâu. À, thế là vợ anh là bây giờ là đi làm thuê là nhiều nhất thôi. Vâng. Bây giờ thì vừa không đi làm thế thì cũng có ai đi đâu rồi. Đúng rồi. Bố mẹ vẫn là già về thì bố mẹ không đi làm được rồi. À. Đấy, có lẽ là khi mà cháu được chia sẻ cái thước phim này lên các bác thì cũng có rất là nhiều các bác, cô chú, anh chị rất là nể phục về cuộc sống của ông, với lại thêm là cuộc sống của ông bà, thêm là anh Tiến, lại thêm người vợ nữa. Đấy, hôm nay thì thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những thước phim trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Anh thì có thể nói một lời chào tạm biệt tới các bác được không anh? Có. Anh nói như thế nào, anh có biết nói không? Em nói nếu mà em vẫn là khổ rồi. Thì bây giờ mắt không nhìn thấy thì vừa đi làm được 50-60, có ngày thì được ngày 100 cũng là đi làm. Thì bây giờ thì bố mẹ con già về rồi thì không đi đâu làm cái gì được thì không có tiền mua ăn. Rồi. Thì bây giờ thì em được cảm ơn cái nhà nước cho một tháng 570.000. Rồi. Thì cùng là vừa đi làm thì có cái hai khoản đây về mua ăn thôi. Rồi. Thế anh bây giờ anh gửi một lời chào tạm biệt tới các bác nhé. Vâng. Anh nói tôi xin chào tất cả các bác là được rồi. Vâng, nếu mà bây giờ thì tôi xin chào tất cả các bác. Nếu mà sau này thì tất cả các bác thương thì lấy cho bao nhiêu thì được ăn bao nhiêu. Các bác quý bao nhiêu thì các bác là gửi cho anh bao nhiêu. Đấy, chúng đấy. Ăn bao nhiêu đấy. Đấy đúng đấy rồi. Là các bác quý thì mới gửi cho anh thôi. Vâng. Rồi. Thế thì lần sau em lại vào với anh nhá. Vâng. Bây giờ thì chắc là em lại đi về thôi anh ạ. Vâng, đấy, bây giờ cũng tối rồi. Bây giờ đi về rồi á? Vâng anh. Đấy, lên này chơi với anh một lúc rất là nể phục cái tinh thần thép của anh luôn các bác ạ. Mặc dù là sống trong một cái bóng tối mà khi mà nhìn vào cái vẻ mặt của anh thì lúc nào anh cũng tươi và lúc nào cũng có một cái sự gọi là một cái như kiểu là không có nỗi buồn nào các bác, rất là vui vẻ. À, thì em hỏi như thế. Lúc nãy thì em cho em 200.000 thì chị Trấn ở bên Hồng Kông cho chị Trần Đỗ Giáng My là cho anh, chị Trần Đỗ Giáng My nhá. À vâng. Chị Trần Đỗ Giáng My là gửi tặng anh là 200.000. À nếu mà chị Trấn Đỗ Giáng My thì nó đưa cho em cho em 200.000 thì em được cảm ơn. Rồi anh. Vâng. Rồi.